Chúng Kim Mô Tô chào anh em nhé, và đặc biệt là chào luôn anh em Bắc Cạn nhá. Xe của anh em đã xong, đã hoàn thành. Đấy, sáng nay mới quay video được. Đấy, quay lại cho anh em này. Xinh nhan nhá. Đấy, giả zin nhá. Hai đèn đồng hồ đấy nhá. Đấy, rìa trước này. Cụt trước, vành, căm. Hơi đầu bò này. Đấy, hơi đầu bò này. Đấy, lốc này. Đấy, chắn xích này. Bình xăng đây nhá. Bình xăng này, cốp này. Đấy, yên này. Tay sách này, biển số này đang xử lý lại. Lốp vẫn mới này, lốp vẫn mới nhá. Bô đây. Đấy, quay nét chi tiết cho anh em nhá. Đấy. Bên lốc côn này nhá. Đấy. Hơi đầu bò đây. Chế đây, nhìn thấy chưa? Xà cọng nhá. Phút trước này. Đấy. Đồng hồ đây nhá. Đấy, dẫn nổ nhá, bật chìa khóa này. Dẫn phát nổ này. Từng tiếng luôn anh em nhé, anh em nghe này, từng tiếng này, êm tít nhá, cái bô này này, êm tít nhá, không có tiếng động nhá. Đấy, cam kết cho anh em Bắc Cạn này, khi gửi xe cho anh em đây nhá, là đúng như ảnh như video, được chưa? Đúng như ảnh như video. Đấy, đôi gương này, tặng anh em đôi gương luôn cho đẹp này. Đấy, ok nhá, anh em duyệt rồi này, bây giờ tôi đóng gói, tôi gửi xe Nhất Tín ship tận nhà anh em. Đấy, thì trong đây anh em chuyển tiền cho tôi đi. Đấy, tổng anh em còn anh em cọc 2 triệu rồi đúng không? Là còn 13 triệu nhá. Mấy tiền ship anh em trả Nhất Tín, ok chưa? Đấy, xong gửi địa chỉ cho tôi nhá. Đấy, ok. Anh em ơi. Đấy, anh em Bắc Cạn vào xem xe của anh em nhá. Đây, anh em là dọn lên một win màu đỏ đúng không? Biển 32 tôi vẫn nhớ là 7334 nhá. Đầu tiên anh em nhìn nó sắt vụn đồng nát đây. Đồng nát sắt vụn đây nhá. Và tất cả anh chị em theo dõi chung quy đều biết nhá, nó đã sắt vụn đồng nát nhá. Nhưng mà khi nó lên hình với tầm tiền của anh em nói với tôi là tầm 15 triệu nhá. Cả gốc lẫn lãi là 15 triệu thì đây. Còn này anh em đợi tôi. Đầu tiên là sắt vụn đồng nát đây. Đấy, đầu tiên là sắt vụn đồng nát nhá. Đầu tiên sắt vụn đồng nát mình bỏ hết đi nhá, bỏ hết sạch ra. Thì tầm trong tuần sau, còn là trong tầm 7 ngày. 7 ngày sau cái con sắt vụn đồng nát này nó sẽ thành 15 triệu. Thì anh sẽ cảm nhận được là 15 triệu nó đẹp đến đâu. Về đến tầm nào thì anh em mua xe thì anh em nhờ em dọn anh em sẽ hiểu được. À, 15 triệu là thế nào, 20 triệu thế nào và 25 triệu thế nào và 30 triệu trở lên thế nào. Đấy, là Trung Kim Mô Tô, anh em dọn xe thì alo cho em qua số 0358444888 nhá. Đấy, cảm ơn anh em chuyên dọn win và nhận ship toàn quốc. Mọi thắc mắc em alo cho em, đừng nhắn tin, em tư vấn ạ. Ok ạ.